Cho con hỏi thế nào là pháp có thực tính. Sư không biết cái người hỏi này là quý vị đã học A Tỳ Đàm hay chưa? Tại vì nếu như mà quý vị đã học A Tỳ Đàm đó thì hỏi cái này để làm cái gì? Hỏi đố nhau hay để chi? Còn nếu mà quý vị chưa có học A Tỳ Đàm á thì giải thích cái này thì nó cũng khó cho quý vị. Thành ra nếu mình muốn trả lời một cách nó trọn vẹn đó thì sư chỉ nói đơn giản là làm ơn đi học A Tỳ Đàm là tự nhiên biết cái câu trả lời nha. Còn nói thì đối với cái người mà học á thì học A Tỳ Đàm thì không không có thời gian học ha, học A Tỳ Đàm thì không có thời gian học, nhưng mà nghe ở đâu đó thấy là các pháp có thực tính mà không biết đó là cái gì, thì sư nói như thế này, đơn giản như thế này. Các cái pháp thế gian đó, các pháp thế gian đó nó chia ra làm hai loại. Một cái đó là chúng ta tự chúng ta quy định với nhau nha, và chúng ta gọi nó là tục đế, có nghĩa là những cái pháp chế định. Ví dụ như chúng ta gọi đây là ngón tay, chúng ta gọi đây là hai ngón tay, chúng ta gọi đây là ba ngón tay, chúng ta gọi đây là một bàn tay, chúng ta gọi đây là chúng ta được gọi là đàn bà, là đàn ông, đây là con gà, đây là con vịt. Toàn bộ những cái đó là chúng ta quy định với nhau. Nên chúng ta quy định với nhau. Đấy. Thì cái đó chúng ta gọi nó là các cái pháp chế định. Đấy, các cái pháp tục đế, các pháp chế định. Còn cái nữa đó là các cái pháp mà nó là cái chân đế, có nghĩa là cái sự thật không có thay đổi. Nó là sự thật không có thay đổi, có nghĩa là dù cho trái đất có bị băng hoại đi chăng nữa thì nó cũng không có thay đổi. Đó là gì? Đó là những cái bản chất của tất cả các cái vấn đề, bản chất của các pháp. Thế nào là gọi là cái bản chất? Đó là gì? Nó có bốn cái bản chất. Đó là gì? Tâm, tâm ha, tâm, sở hữu tâm, tâm gồm gọi là tâm, tâm sở đó, sắc pháp và niết bàn. Đây là bốn cái chân đế, bốn cái pháp chân đế: tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Đây là bốn cái pháp chân đế. Có thể cái tên gọi nó ở mỗi một xứ sở, ở mỗi một ngôn ngữ nó sẽ khác nhau. Ví dụ như tâm tiếng Pali là citta, tiếng Việt là tâm, tiếng Anh gọi là mind. Đấy, thì dù cái ngôn ngữ đó, cái cách gọi đó, đó là chúng ta quy định với nhau, định đặt với nhau, nhưng mà cái bản chất của nó đó là nó không thay đổi. Và từ bốn cái đó, tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, bốn cái pháp thực tính đó chia phân tích ra đó thì nó có tới 70 cái pháp thực tính. Mà không lẽ bây giờ sư ngồi đây mà sư liệt kê cho quý vị thì nó hết giờ. Thành ra đó, khi mà trả lời ngắn gọn thì chúng ta chỉ cần hiểu là thứ nhất đó là những chúng ta có hai cái, một cái đó là tự chúng ta quy định với nhau và chúng ta gọi đó là pháp tục đế. Thứ hai là bản chất là sự thật của các pháp, cái gốc rễ, cái rốt ráo của các pháp, chúng ta gọi nó là các pháp chân đế hay là các pháp thực tính. Nó gồm có bốn: tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Còn muốn hiểu rõ nữa những cái đó là cái gì đó thì phải học A Tỳ Đàm, phải học A Tỳ Đàm ha.